các bạn. Mình xin tự giới thiệu, mình là Doanh, hiện tại là người đồng sáng lập cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Minh Khang miền Nam. Thì hiện tại mình là người đầu tiên tại Việt Nam là sáng tạo ra cái sản phẩm mà nắp chốt hai đầu. Và bên mình đã có văn bản bằng sáng chế rồi của cục sở trí tuệ, nó có văn bằng độc quyền cái sản phẩm về kiểu dáng công nghiệp về nắp chốt hai đầu đó. Và cho nên là hôm nay á, mình sẽ quay một cái video mình hướng dẫn các bạn là cái cách mà làm thế nào để sử dụng cái bộ ốc khí của mình. Và mình sẽ triển khai thực tế là trên 100 cây đó, triển khai chính cái sản phẩm của mình. Sản phẩm của mình đây, cái nắp chốt hai đầu đây của bên mình đây. Sản phẩm của bên mình là hiện tại là nó là có hình giọt mũ màu xanh nha. Và đây là sản phẩm duy nhất tại Việt Nam. Còn những sản phẩm khác không có hình giọt mũ và cũng không có trang web là khoanlấymũbằngkhí.com. Tất cả những sản phẩm đó là đều sản phẩm nhái. Họ không có một bất cứ một cái bằng sở hữu trí tuệ nào. Chỉ riêng mình mới là người duy nhất có cái bằng sở hữu trí tuệ đó. Mọi người thấy đó. Thì hôm nay mình sẽ triển khai chính cái bộ áp khí này, nắp chốt hai đầu này và cái túi khí của bên mình luôn. Và mình triển khai trên 100 cây đó. Và để cho mọi người biết được là cái bộ áp khí của mình khi triển khai thực tế thì nó sẽ như thế nào và lượng mũ nó sẽ đạt hay là ra sao đó, thì mọi người có thể xem video và sẽ hiểu rõ hơn đó. Thì bây giờ để mà trước mắt thì giờ mình đi đóng thử vài cây cho các bạn, cũng như hướng dẫn các bạn cách đóng. Cái này là mấy cái cây nãy mình mới đóng á, đóng được 3 cây rồi. Thì bây giờ mình trong đóng tiếp cây này nữa. Cho cái cây này là lúc trước nó đã cạo nó cao rồi ha. Thì bây giờ nếu mà muốn khoan cho có mũ thì chúng ta chọn cái vùng nó sẽ cao hơn cái vùng đã cạo nó năm mấy năm trước. Thì như mình giờ mình đóng ở vị trí này đi. Khi cạo dâm me thì chúng ta cạo sơ thôi. Cạo sơ cho nó sạch sạch cái vùng mà dơ đi thôi. Đó. Rồi chúng ta tiến hành cầm cái nắp chốt lên chúng ta đóng. Rồi cầm dưới đi cho nó dễ. Tùy mình thôi, mình thích cầm trên cũng được, cầm dưới cũng được, tùy mình thôi. Đó, chúng ta đóng vậy là xong. Rồi khi đóng các bạn nhớ mở cái van này ra. Để cho cái mũ thừa trong này nó có chảy ra thì nó chảy ra ngoài hết. Và ngày hôm sau á, có dụ ngày hôm nay đóng hoặc là chiều cũng được, chỉ các bạn có thể đi bơm khí. Nếu mà bơm khí thì chúng ta đóng cái van này lại. Và chúng ta bơm khí thì chúng ta đóng luôn cái van túi khí lại là xong đó. Rồi hai chúng ta nghỉ 2 ngày, ngày hôm sau chúng ta đi, mình sẽ đi khoan là được đó. Giờ mình đóng cây thứ hai ha, thì cũng thao tác cũng đơn giản thôi. Dù như cây này năm ngoái rồi đã làm nè, đã làm thì rất là ok, da cũng rất là còn xanh tươi, nó không có gì hết á đó. Đó, mình cạo vùng bên này đi. Và cái video mà hướng dẫn mà cạo da men như thế nào á thì mình cũng đã có video hướng dẫn rồi. Nếu mà bạn nào mà chưa xem thì có thể là lên YouTube mình có thể để link luôn, các bạn có thể xem ha. Đó, chúng ta kiểm tra xem nó có khít hết chưa, để nóc khít là được. Rồi thôi. Bây giờ chắc mình nhường lại cho bạn kỹ thuật, bạn sẽ đóng hết luôn cho các bạn xem. Nói chung video này là thực tế đầu tiên đó, tại Việt Nam đó là làm và triển khai thực tế cho các bạn xem đó, cho hiểu rõ hơn. Chứ không phải như những cái video hướng dẫn khác, người ta hướng dẫn có một hai cây rồi, còn nhiều khi các bạn chưa hiểu rõ được.
Còn đây là làm đúng 100 cây, thu mũ đúng trên 100 cây đó luôn. Các bạn hiểu rõ hơn là thứ nhất là cái chất lượng của sản phẩm và cái sản lượng mà từ cái khoang lâm mũ nguyên khí này nó mang lại như thế nào. Để chúng ta có thể đưa ra cái quyết định là mình có nên chọn cái sản phẩm này hay là không. Và cái đoạn này để cũng không mất thời gian của mọi người thì có thể cái đoạn này mình sẽ tua nhanh qua. Đó, và đây là cũng như những cây cuối cùng này nè các bạn. Đó. Các bạn thấy bằng Phương thì đóng là rất là lẹ, tốc độ cũng khá là nhanh chứ. Phương pháp thì làm như thế này thì nói chung ai làm cũng được, rất là dễ làm. Đó, vậy là cây cuối rồi đó các bạn, xong luôn rồi đó. Rồi nếu mà rảnh thì chiều nay mình có thể làm tiếp một cái video mình quay là cảnh bơm khí nè. Không khí cho 100 cây này luôn.
và bơm khí xong á thì ngày thứ ba là mình sẽ tiến hành là mình khai thác, mình lấy mũ đó. Và mình sẽ cho các bạn thấy là cái sản lượng từ cái bộ sản phẩm này nó sẽ như thế nào. Sản lượng mũ nhiều hay ít thì các bạn xem video các bạn sẽ tự hiểu. Và để mà xem cái video mà bơm khí á, mình có thể để link trên cái video này luôn. Và các bạn cứ nhắn vào link đó xem. Và cái link video mà của khai thác á, sản lượng như thế nào mình cũng để luôn ha. Nếu bạn nào mà vô đây xem được mà chưa xem được những video kia thì có thể xem trên màn hình. Mình để tắt video trên đó hết. Thôi mình chào các bạn ha.